Xe cứu hộ Tom. Chào buổi tối, Tom. Cây thông Noel mới đẹp làm sao? Wow, tuyệt vời chưa kìa. Hình như không chỉ có Tom là người duy nhất ở đây trang trí Giáng sinh. Xin chào, Chet. Bạn đang làm gì đó? Trang trí những con đường ở thành phố xe hơi trong dịp Giáng sinh. Mình đã nghĩ là vậy mà. Có vẻ như bạn đã trang trí ở đây đủ rồi. Cùng qua con đường khác nào, bạn nghĩ sao? Chết, xảy ra chuyện gì sao? Trông như bạn bị hư máy rồi, chết. Đúng là xui xẻo thật. Trong khi bạn phải trang trí tất cả thành phố này trước ngày mai. Tom, nè Tom ơi, xe tải cần trục lưu động chết bị hư. Bạn ấy cần bạn giúp. Nhanh nào Tom, bạn ấy phải trang trí cả thành phố trước sáng ngày mai. Nhìn kìa chết, Tom đã đến giải cứu bạn rồi. Tuyệt. Bây giờ đến gara nào, Tom. Vậy làm gì trước đây, Tom? Động cơ này trông lạ quá, phải không Tom? Là pin sao? Có quá nhiều pin cho một chiếc xe, phải không Tom? Nhìn đây nè Tom. Đây không phải là một bồn xăng. Dĩ nhiên Tom, Chet là một xe hơi điện mà. Bạn ấy không cần nhiên liệu mà là cần năng lượng điện. Đúng là không may, Tom chỉ có duy nhất một ổ cắm điện. Vậy trước tiên hãy rút dây cắm điện đèn trang trí này ra. Và giờ cắm chui này vào để chết có chút năng lượng. Nó hiệu quả đó các bạn. Thật là tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi, chết sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Cùng trở lại thành phố và hoàn tất việc thắp sáng các con đường cho Giáng sinh nào. Tom, bạn đồng ý giúp Chet việc này luôn chứ? Thật là tuyệt vời. Giáng sinh vui vẻ mọi người. Xe cứu hộ Tom. Chào bạn Peter.
Hôm nay mà dạo một vòng thì tuyệt lắm ha. Ôi trời, Peter à, xe bạn bốc khói rồi. Nào, đừng lo lắng, kiếm người giúp thôi. Ồ, chào Tom nhí. Không biết em có thể kéo chú Peter đây về tiệm của cha em không? Mình nghĩ là em ấy không làm được rồi. Vậy em có thể gọi cha em tới không? Sau đó em có thể giúp cha em sửa xe. Tom à, xe bưu điện Peter cần được sửa chữa. Bạn có thể kéo anh ấy về không? Tốt quá, đi thôi. Nhanh nào Tom, anh ấy ở phía trước. Nè Peter, Tom đến giúp bạn đây. Anh ấy sẽ kéo bạn về gara và giúp bạn chạy lại ngon lành ngay thôi. Trường hợp này là sao vậy Tom? Ôi trời, bộ lọc gió dơ quá rồi nè. Đúng rồi, đó là nắp nồi máy phải không? Chắc là Peter cần phải thay cái mới rồi. Trước tiên là gì? À, biết rồi, bộ lọc gió. Giỏi lắm. Ném giỏi đó. Tiếp theo là gì nè? Không, cái đó không phải đâu. Đúng rồi, tới lúc phải thay nắp nồi mới. Không sao, trượt một chút thôi mà Thâm nhí. Đúng rồi đó, làm tốt lắm. Xong chưa vậy Thâm? Chà, bạn sửa nhanh thật. Peter à, xong hết rồi đó, bạn thấy sao nè? Chà, em dễ thương thật đó Thâm nhí. Vậy bạn đã sẵn sàng để tiếp tục chuyến đi chưa Peter? Tuyệt lắm, chúc vui vẻ.
Tạm biệt Tom nhé. Tạm biệt Tom. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại. Xe cứu hộ Tom. Nè các bạn, ngày hôm nay thật lý tưởng để câu cá. Tại sao em không tham gia vào cuộc vui Tom nhí? Ồ, em không biết câu cá sao? Có lẽ cha em có thể dạy cho em. Nè nhìn kia, Henry câu được một con cá rồi. Chà, có vẻ như là một con lớn à. Ồ, ồ. Tiêu rồi. Chờ chút Henry, tụi mình sẽ đưa bạn lên ngay. Tom nhí, Henry cần được giúp đỡ. Em có thể gọi cha em không? Chào Tom. Tom nhí tới tìm bạn đây. Henry gặp nạn khi đang câu cá. Bạn có thể kéo anh ấy về tiệm được không? Cảm ơn Tom. Anh ấy ở dưới hồ nước cùng Jeremy. Đi thôi. Đừng lo Henry, Tom tới để giúp bạn đây. Làm tốt lắm Tom, giờ thì quay về tiệm của bạn thôi. Có thiệt hại gì không? À, kính chắn gió bị vỡ và nước tràn vào bên trong. Bạn có thể sửa được không? Tuyệt, vậy thì bắt tay vào việc thôi. Làm gì trước đây Tom? À, một kính chắn gió mới. Nhìn bạn tốt hơn nhiều rồi đó, Henry. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sấy khô bên trong của Henry chứ. Wow, quá trời nước luôn. Ý kiến hay đó, quạt máy sẽ làm cho Henry khô ngay lập tức. Có ý kiến nào khác hả Tom? Đúng là một cần câu tốt hơn đó Henry. Giờ bạn có thể câu bất kỳ con cá lớn nào rồi. Có vẻ như chúng ta xong hết rồi. Móc câu tuyệt đó Tom nhí. Nhìn nó giống như đồ hiếm. Dành cho Henry sao? Bạn nghĩ sao hả Henry? Giờ bạn đã được sửa xong và khô thoáng hết rồi. Bạn sẵn sàng đi chưa Henry? Cảm ơn vì đã giúp đỡ các bạn. Nhìn bạn tuyệt lắm. Quay lại trò chơi thôi nào. Có vui không nè? Câu giỏi lắm Tom nhí. Em có khiếu đó. Tạm biệt các bạn.
Hẹn gặp lại. Xe cứu hộ Tom. Cuối tuần đến rồi và mọi người trong thành phố xe hơi đều đang tận hưởng nó. Bao gồm xe bán bánh pizza Kalu. Hãy xem anh ấy có biết bao nhiêu khách kìa. Đẹp Kalu. Hình như làm ăn phát đạt quá ha. Nhìn bạn tất bật quá. Thật tuyệt. Ồ không, hình như có vấn đề với ống bô của bạn. Có vẻ như ống bô của bạn cần phải được bảo dưỡng. Bạn nên ghé thăm xe cứu hộ Tom, Kalu à. Ôi trời, làm sao giờ? Chắc là Tom đến gặp bạn là tốt nhất rồi. Ờ, và không biết là bạn có thể tắt động cơ của bạn một chút không? Chào buổi sáng, Tom. Bạn đang tính đi đâu sao? Nếu bạn đã dọn dẹp nhà cửa xong rồi thì bạn có thể đến giúp xe bán bánh pizza Kalu không? Tuyệt. Bạn cần phải mang theo đồ nghề đó vì ống bô của anh ấy rơi ra rồi. Nếu mang anh ấy theo thì hơi khó. Nó dùng để nâng Kalu lên khỏi mặt đất để bạn có thể xử lý ống bô của anh ấy sao? Một cái là đủ chưa? Bạn đúng đó Tom. Kalu hơi bự một chút nên bạn cần phải mang theo hai cái nâng xe. Bạn nghĩ là ống bô của Kalu cần phải được lau chùi ở bộ phận nào đó phải không? Vậy thì bạn sẽ cần một cái bàn chải. Phải, chắc chắn bạn cần mang theo hộp đồ nghề. Và phần quan trọng nhất ở đây, một cái ống bù mới. Tuyệt, hình như bạn đã sẵn sàng để đi rồi. Tom đã mang theo dụng cụ tới nên bạn ấy có thể sửa cho bạn ngay tại đây, Kalu à. Việc đầu tiên là phải nâng bạn lên khỏi mặt đất để Tom có thể thấy được vấn đề là gì. Có vẻ như cái ống bô này cần phải được chùi sạch. Đảm bảo là cái ống bô quá dơ nên không thể lọc được khí thải. Hãy tháo nó ra để có thể chùi sạch nó. Cái cờ lê cần được vặn nhỏ hơn để tháo những con ốc ra. Tốt hơn rồi đó. Vậy giờ bạn quay về được chưa? Tất nhiên rồi. Bạn cần phải lắp ống bô mới để thay thế cái ống bô cũ rỉ sét. Gần xong rồi Kalu. Bạn sẽ có thể làm bánh pizza lại nhanh thôi. Giờ chỉ cần gắn lại những con ốc này thôi. Thank you.
khởi động máy xem Kalu. Tom cần phải kiểm tra xem vấn đề đã được khắc phục hay chưa. Không có khói, hoàn hảo. Bạn đã sẵn sàng để quay lại làm việc rồi. Có vẻ như bạn sẽ có một buổi chiều bận rộn đây, Kalu à. Nè Tom, Kalu muốn dành cái bánh pizza đầu tiên để tặng cho bạn như một lời cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn. Bon appétit.